xin chào tất cả các bạn à, mình là hậu trong video này mình và các bạn sẽ cùng nhau mình đi cài đặt cái âm thần VS Code một cái code editor rất là phổ biến luôn ha à, và một số cái extension rất là hữu ích cho mình trong cái quá trình mình code nha rồi thì cái bước đầu tiên mình cài đặt VS Code thì cái này quá đơn giản rồi các bạn vào cái trang chủ VS Code ha vào trang chủ VS Code sau đó là các bạn có thể là đây bấm nút download về rồi sau đó mình tải về rồi sau đó mình cài đặt như bình thường ha rồi sau khi mình cài xong thì các bạn sẽ mở lên nó sẽ ra được một cái ông thần na ná, ná giống giống dài à rồi à, thì tới đây là coi như thành công các bạn ha à, bạn sẽ nhìn thấy nó window nó giống gì nè đó ok ha thì nhìn nó sẽ na ná, ná giống dài được chưa rồi thì sau khi các bạn cài xong á cái bước đầu tiên các bạn cần làm đó là mình sẽ bật cái chế độ gọi là auto format on save tức là mỗi lần mà bạn bấm nút lưu tức là Ctrl s hoặc là command s ở bên Mac OS các bạn ha Thì bạn nó sẽ tự động format cái code của mình lại cho nó đẹp đẽ ngay ngắn ha Bạn vào ngay chỗ cái bánh răng dưới này nè Click vào cái settings Bạn gõ là cái chữ là format on save Đó Bây các bạn đảm bảo là nhớ là check vào cái chỗ này nè Nè format on save này ha Format on save nè check vào cái ô này ha Đó Check vào cái ô này là được, được chưa Đó ngon lành ha Rồi cái bước số 2 mình cần làm là mình sẽ đi cài một số cái extension à, rất là hữu ích luôn Thì ở trong này mình có liệt kê ra 7 cái extension Thứ nhất là cái bracket pair colorizer Tức là nó sẽ đi highlight từng cái cặp ngọt một Để mình biết là ok cái ngọt nào là ngọt đóng của cái ngọt mở <laughs> Thôi để mình show đi cho nó dễ Tức là ví dụ như chẳng hạn như mình có rất là nhiều trong khi mình code mình sẽ có rất là nhiều cái cặp ngọt làm sao mình biết là cái cặp ngọt nào là của cái cặp ngọt nào tức là cái ngọt mở nào ngọt đóng nào nó sẽ tương ứng với ngọt mỡ chẳng hạn ha thì nó sẽ có những cái màu khác nhau ví dụ như ở đây nè cái màu vàng này nè thì nó sẽ tương ứng là một cái cặp ngọt ha xanh dương là của một cặp ngọt rồi cái dấu mỡ ngọt này dấu mỡ ngọt này nó cùng một cái màu hoặc là một cái cặp ngọt màu ở đây nè các bạn thấy không cứ mỗi một cái cặp ngọt nó sẽ có một cái màu khác nhau để mình có thể dễ phân biệt hơn à, đâu là cái nội dung code của mình á đâu là lúc bắt đầu và đâu là kết thúc ha còn nếu không mình nhìn không rất là khó để phải phân biệt ha đặc biệt là trong trường hợp code của mình nó có nhiều tầm á được chưa thì mình nên cài cảm thằng này vào, ok. Uh, để cài các bạn rất là đơn giản ha. Các bạn click vào cái link này, bấm nút là, là install. Thì nó kêu là open Visual Studio Code nè. Mở lên thì nó sẽ ây da, nó mở ba đầy mất tiêu rồi. Để mình xíu nha. Ok, mình mở ông thằng này. Bấm install lại open VS Code. Đây, thì nó sẽ mở lên như thế này. Rồi các bạn chỉ cần bấm nút install là được ha. Bấm nút install là xong. Hoặc là trong bạn mà biết cái tên rồi Các bạn thấy vào cái chỗ này nè Cái chỗ extension này các bạn nè Bạn chỉ cần gọi là uh, Bracket Đó nó cũng có luôn nè các bạn ha Đó thì mình có hai cách Một là bạn biết cái link Thì đi vào cái link rồi bấm nút install nó đây Hai là bạn biết cái tên rồi Thì bạn chỉ có thể vào thẳng trong VS Code Search cái tên của cái extension đó là được ha Các bạn làm tương tự cho những cái extension tiếp theo ha Mình có Bracket Pair Colorizer nè Uh, JavaScript code snippet. Uh, cái này là để cho khi mà mình muốn gõ nhanh đó các bạn thì mình chỉ cần gõ tắt thôi quý vị chẳng hạn như mình gõ là B, mình tap một cái nó sẽ ra được dòng giống vậy. Đó. Rồi ví dụ chẳng hạn như mình sẽ có là cái con rồi có nhiều cái khác ha. Ví dụ for of gì đó, for in gì đó cái kiểu ha. Thì đây là những cái phím tắt. Ví dụ trường hợp mình muốn console log sẽ là CLG chẳng hạn. Thì thay vì mình gõ là console.log đúng không? Vì mình chỉ cần gõ CLG tap cái bụp cái là nó xong. Kiểu kiểu vậy ha thì mình mình cài cái này vào để mình mình viết cho lẹ ha. Rồi, tiếp theo là ESLint, nó là một cái tool dùng mình để bắt những cái loại trong JavaScript. Prettier là để format cái code. Thì đối với những bạn mới á, đối với những bạn mới thì thường cái phần format của bạn rất là tệ. À, bạn chưa có kinh nghiệm viết code, bạn cũng chưa biết là nên à, lúc nào nên xuống dòng, lúc nào không, cho nên là nó sinh ra rất là nhiều cái vấn đề cho nên là bạn cần cài cái công cụ Prettier này nè để khi bạn có xong bạn gõ, sao lại một cái là nó tự động format cho bạn rất là đẹp, rất là đẹp, rất là nghiêm chỉnh theo đúng rule luôn ha. Còn trong những dự án thực tế thì mình cũng nên cài cái phần Bridger này bởi vì á, mỗi người có một cái cách uh, gọi là coding khác nhau, có một cái coding style khác nhau, có người thì thích kiểu này, có người thích kiểu kia. Nó dẫn tới là mỗi người một cái style, thành ra làm một team nhiều người code trong một dự án á nó rất là lộn xộn. Cho nên là mình sẽ dùng cái phần Bridger này nè, mình định nghĩa ra chung ra những cái rule, những cái quy định chung. Ha. khi từ có những cái quy định chung đó thì mỗi lần mà bạn lưu uh, save lại hai bạn có code lưu lại một cái nó tự động format theo đúng cái rule mà các bạn đã thống nhất đã định nghĩa với nhau. Từ đó nó sẽ giúp team mình có một cái code nó đồng nhất về cái style, uh, format luôn ha các bạn ha. Đó cho nên là mình sẽ nên uh, dùng ông thần prettier các bạn ha. Config như thế nào mình sẽ tính sau ha. Code runner thì nó sẽ giúp mình có thêm một cái đoạn code javascript hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào ha các bạn ha. À, trực tiếp luôn ví dụ mình có một đoạn javascript mình có thể bôi đậm cái đoạn đó mình chạy cái bụp nó ra kết quả luôn đó thì mình sẽ demo lúc mình có ha live server thì để mình có thể live review tức là mình có thể xem trực tiếp rồi mình thay đổi có có, có lưu lại một cái nó tự động reload lại cho, cho cho mình luôn ha cái này nó sẽ rất là tiện khi mình làm những cái website web static ha mình sửa css cái lưu lại một cái mình nói mình sẽ thấy ngay cái thay đổi đó trên trình duyệt luôn ha à, cái này để làm cho đoạn cuối kỳ <laughs> cái material icon theme tức là nó sẽ giúp cho mình cái này thì uh, nó sẽ giúp cho mình cái icon của cái folder của mình á nó sẽ thay vì là cái folder của mình nó không có hình ảnh gì cả cả thì bây giờ nó sẽ có ra những cái hình ảnh giống như thế này để mình nhìn vào mình dễ phân biệt giữa những cái folder hơn ha nó nó có chia rất là nhiều loại luôn đó được chưa thì nhìn vào nhìn nó sẽ biết được ok đây là folder gì nhìn nó sẽ trực quan hơn ha xịn hơn đó ok chưa ngon lành đó xịn ha <laughs> Ok, rồi thì đó là một số cái extension ngồi ra nó còn rất rất nhiều cái extension khác Mà các bạn có thể tham khảo uh, Ví dụ như mình thì mình có khá là nhiều ha Mình có thể cho các bạn xem những cái mà mình đã install ha Đây nè, cái sẽ coi từ trên dưới ha Đó, của mình một nuôi như thế này ha Thì dĩ nhiên là bạn nào tùy các bạn ha Cái đây là mình cài thôi các bạn nên nhớ là các bạn cài càng nhiều extension thì nó sẽ chạy càng chậm Cho nên là bạn chỉ nên cài những cái nào mà bạn cần sử dụng thôi ha À, bạn nào cậu nào không cần thiết thì đừng có cài được chưa đó ok ha đó là danh sách những cái extension của mình đang sử dụng ha từ các bạn ha các bạn thấy uh, cái nào thích cái nào thì các bạn hãy tìm hiểu thêm và cài đặt thêm ha còn bảy cái mà mình liệt kê ở trong cái file này là nên bắt buộc phải cài nha bắt buộc phải cài ok rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái cái code editor của mình rồi config format on Save rồi có những extension rồi ok như là đã có được cái công cụ để chiến rồi đó được chưa rồi, thì ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn Để cài thêm một cái phong Để khi mình code, nó cái, cái ra là cái phong đẹp đẹp một xíu à, Mình sẽ làm ở video tiếp theo các bạn ha Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha